sanh chẳng mang đến, đúng không? Chết chẳng mang đi, phải không? Chào đời thì hai tay trắng, phải không nè? Mà lìa đời thì trắng hai tay, đúng không? À, chỉ có nghiệp kiếp này, còn vuông vắn kiếp sau, phải không? Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác thì quả báo muôn đời sau. Nếu như quý vị chỉ cần ngộ được cho sư là chào sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, thì có gì đâu phải buồn, phải không nè? Chào đời thì hai tay trắng, mà bây giờ lỡ có trắng hai tay cũng bình thường, nhưng mà không được. Con người mình thì bị cái bệnh gì biết không? Không có thì muốn cho có, mà có rồi thì muốn có thêm, phải không? Cái tiền này cũng đâu phải của mình đâu, trước đây chừng ngày nó ở bên tay của bà kia, nhưng mà khi bà trả qua cho tay mình rồi đầu à, mất cái mình buồn, mất cái nỗi khùng, nỗi điên lên. Thì cũng vậy, hãy chi mình giữ được cái tâm như vậy hoài thì cuộc đời này mình không có khổ, thì mình sẽ chịu cái khổ lớn, xong cái khổ nhỏ đó với mình là không khổ. Nhưng mà khổ cái lúc mà mình chịu cái khổ lớn rồi á, cái khổ nhỏ không khổ, nhưng mà thời gian cái khổ nhỏ thành khổ, cái khổ nhỏ thành khổ. Ngày xưa nó, xin lỗi quý vị, nghe ngược đây chừng 30 năm về trước đi ha, trong người mình làm gì có được 10 triệu, phải không? Có được 1 triệu mừng muốn chết rồi. Mỗi lần mà Tết đến xuân về mà nhà có được 1 triệu ăn Tết mừng rồi. Bây giờ mỗi lần Tết đến xuân về có 10 triệu rồi mà chưa thấy mừng nữa. Hãy muốn có 100 triệu, rồi có 100 triệu, rồi muốn có 1 tỷ, 100, đúng rồi, phải có vài trăm triệu, vân vân. Như vậy đó, muốn hoài. Chúng tôi có một câu chuyện nó vui, chúng tôi kể cho quý vị nghe để quý vị thấy được cái tâm của chúng sanh nó vậy. Buổi sáng sớm có đứa bé nó ngồi bên lề đường nó khóc. Một người thanh niên á, tốt bụng đi ngang thấy đứa bé khóc, nó hỏi tại sao con khóc. Thì đứa bé trả lời đơn giản là hồi sáng mẹ cho con 1 đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì đứa bé mới nói, người lớn mới nói thôi giờ con nín đi, chú sẽ cho con 1 đồng. Thì người thanh niên tốt bụng móc 1 đồng ra cho đứa bé. Đứa bé cầm 1 đồng trên tay, thay vì nín đi, đằng này nó khóc lớn hơn nữa quý vị. Thì người thanh niên mới ngạc nhiên, mới hỏi tại sao con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con 1 đồng rồi con còn khóc nữa. Đứa bé mới trả lời rằng là phải chi hồi sáng con đừng mất 1 đồng, bây giờ con có 2 đồng rồi. Trời đó. Con người mình như vậy đó. Chúng tôi muốn nói vậy gì, bây giờ quý vị biết cái tâm mình nó không có được, vì gọi là phải được như vậy hoài thì không nói, đằng này nó thay đổi dữ lắm. Cho nên Đức Phật ngài mới đi tìm cái con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo ở đây chúng ta ai thuộc không nè, là con đường bát chánh đạo, đúng không? Đầu tiên là chánh gì ai nhớ? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đây nè, ông ngồi đây nè. Dở quá à. Thứ tám đó là sư đi, phải không? Chánh định đây nè. Có nghe giới thiệu chưa? MC đâu rồi? Nãy MC giới thiệu là hôm nay có ai thuyết pháp vậy? Chánh định đó. Hôm nay chúng tôi giảng bài này là đúng luôn á. Tại chúng tôi là một trong bát chánh, phải không? Bát chánh đạo. Con đường trung đạo tức là con đường bát chánh đạo. Tức là mình phải tránh hai thái cực là không quá lợi dưỡng và không quá khổ hạnh. Hôm nay mục đích của chúng tôi muốn cho quý vị biết rằng chúng ta có ba cái loại biết. Thứ nhất là cái biết của thức tri. Thức tri là gì? Là cái biết mà do con mắt, do lỗ tai, do mũi, do lưỡi, do thân, do ý mà chúng ta biết. Thì cái biết này, một cái loại biết mà trong nhà Phật gọi là thức tri. Thí dụ như mình có con mắt, mình nhìn thấy cảnh sắc, mình biết xanh vàng đỏ trắng, sáng tối, đẹp xấu vân vân. Thì cái biết này gọi là cái biết của tâm nhãn, nhãn thức. Thức là biết, phải không? Mà của nhờ con mắt chứ mấy người mà bị khiếm thị họ đâu có thấy đâu, phải không nè? À, rồi cái biết do lỗ tai gọi là nhĩ thức. Nhờ cái lỗ tai mình nghe được âm thanh, thì mình có nghe âm thanh thì mình mới nghe cái âm thanh nào mình thích và không thích chứ. Chứ nếu mình điếc thì bà kia bà chữ mình từ sáng đến chiều mình cũng đâu có biết, phải không nè? Đồng ý với tôi là nếu như quý vị điếc mà gặp người họ ngồi chữ mình từ sáng đến chiều mình có buồn không? Có nghe đâu buồn, đúng rồi.
có biết đâu buồn, phải không nè? Đó, như vậy thì chúng ta có đồng ý với tôi là mình có một cái loại biết là do thức tri không? Tức là sáu cái giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, suy nghĩ. Thì nó xảy ra những cái biết, đúng không? Thì chúng tôi gọi là cái biết đầu tiên của con người là thức tri, là chúng ta đang xài hàng ngày đó. Ngày nào chúng ta mở mắt dậy, thức ngủ thì thôi, thức dậy là biết tùm lum vậy đó. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, mình cứ lung tung vậy đó. Cứ thấy cái gì, nghe, ngửi, nếm, đụng mà cái gì thích đó, thì mình hoan hỷ, mình vui. Mà cái gì không thích là mình buồn, khổ. Nó hôm nay khổ quá, gặp cái bà đó tôi nghe bà nói này kia tôi cũng mệt. Rồi nó nói là tôi ngửi cái mùi này không thơm, tôi ăn cũng ngon, nó như đó thôi, mình khổ sướng như đó đó. Bây giờ ông tin chúng tôi, bây giờ tỉnh lại một chút đi, quan sát lại một tí đi, là tại sao con người mình khổ? Là bởi vì sáng ra mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm mà nó không được như ý. Nó làm cho tâm mình không thấy vui, là mình cảm thấy mình khổ, phải không nè? Ông có gì xét lại cái khổ con người mình từ đâu? Bây giờ chính quý vị cứ than đời là khổ đó, mà chúng tôi hỏi quý vị khổ cái gì, quý vị trả lời đâu có xong. Bây giờ theo giờ xin phép xin lỗi cô nha, cô là người đầu tiên ngồi trước xin hỏi cô, theo cô cái gì là khổ? Không như ý là khổ đó. Cái thức của mình mà nó không được như ý, mình thích nghe kinh mà bây giờ nó mở nhạc không à, khổ. Nhưng mà đứa cháu của mình nó thích nghe nhạc mà mình mở kinh không à, theo quý vị nó khổ rồi, nó vui, nó khổ, phải không nè? Rõ ràng cũng cái băng đó, nhưng mà đối với mình thích lắm. Sáng quý vị không tin chúng tôi, quý vị cái lìa nhà quý vị mở cái băng giảng anh đi, mở lớn lên chút, mình nghe mình thích lắm, mình nghe pháp mà. Nhưng mà cái đứa cháu mình á, nó tuổi tin mà, nó trời ơi bà ngoại ơi, sao bà ngoại cứ mở cái này hoài vậy, con nghe không có được đó. Để nó đối với nó là khổ, nhưng mà đối với mình là hạnh phúc. Như vậy thì theo quý vị, hạnh phúc và khổ đau bây giờ quý vị có định nghĩa được không? Nhiều khi cái hạnh phúc của người này nhưng mà khổ đau của người kia, phải không nè? Nhưng mà nhiều khi khổ đau của người kia mà hạnh phúc của mình á, phải không nè? Bây giờ ví dụ như ông xã mình đi, ông đi theo cái bà đó, mình thì khổ đau muốn chết rồi đó, mà bà thì hạnh phúc, phải không nè? Mình ghét ông rồi, mình gần ông mình bực lắm. Ông phụ bạc, đầu người đàn ông phụ bạc, ông tôi không thích gần nữa, xa tôi ra, gần ông tôi khổ lắm. Nhưng mà cái bà bên kia, cái bà mà ông phụ bạc mình theo bà đó, theo cái gì, bà hạnh phúc hay bà khổ? Bà khoái muốn chết rồi đó. Ông về ông đi vị lẹ lẹ đi, về với tôi, nó dụ như vậy. Như vậy thì hạnh phúc của người này, nhưng mà nhiều khi khổ đau của người kia. Cho nên bây giờ sẽ định nghĩa cái hạnh phúc cho quý vị một cách đơn giản để quý vị có thể. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những gì mình lựa chọn. Đồng ý không nè? Ví dụ như mình vô một cái tiệm quần áo, biết bao nhiêu bộ, xanh vàng đỏ trắng màu mè đủ thứ, nhưng mà cái bộ nào mình chọn á, mình chọn mình lấy về thì đối với mình cái bộ đó đẹp. Nhưng mà đối với người thứ hai chưa chắc gì bộ đẹp rồi nha. Không tin chúng tôi, quý vị ra tiệm quần áo đứng đi, 10 người vô lựa 10 bộ khác nhau. Lâu lâu mới có người lựa trùng với mình thôi. Đối với họ thì cái này đối với họ là đẹp. Cái màu sắc này, cái kiểu này, cái mô đen này thì đối với họ là họ thích. Như vậy thì hạnh phúc là gì? Định nghĩa đơn giản là những gì mình lựa chọn. Nhưng mà khổ một cái, nó cũng chưa rốt ráo nữa. Bởi vì nhiều khi mình lựa chọn rồi, các bạn nói tôi chọn lầm, có không? Đó, lúc đầu tôi thấy hạnh phúc mà sao tôi thấy không có gì hạnh phúc hết trơn hết á. Trời ơi, cái ông này ông lấy vợ. Ông lấy vợ xong cái ông về, hình như ông hơi hối hận hay sao. Cái ông mới làm cái bài thơ. Ông nói an ủi ông mà. Ông nói vợ tôi nó dữ như chằn, hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương. Có lý. Có lý không? Không ai thương cho thì mày ổng mới thương chứ, cái người khác thương nó lụm rồi. À, rước mắt rồi. À, mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi, hay là tại số tôi xui không chừng. Xui thiệt, nghĩ tới bực phát muốn khùng, tối ngày nhằn riết lùng bùng cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò như điếc không hay biết gì.
thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền. Cho nên kính thưa quý vị, như vậy hạnh phúc là những gì mình lựa chọn. Ví dụ như quý vị hôm nay quý vị chọn lựa vào chùa Bửu Liên để tham dự khóa tu, nghe sư Chánh Định thuyết pháp là vui, vui còn hơn đi coi ca nhạc nữa, phải không? Vui còn hơn đi gặp được nghệ sĩ nổi tiếng nữa, phải không? Bây giờ quý vị mà gặp được nghệ sĩ nổi tiếng quý vị thích không? Ví dụ như giờ quý vị có mong gặp được Mr. Đàm không? Hay là muốn gặp Mr. Định? Mr. nào? Mr. Định nào? Đó, Mr. Đàm thì hát là ông hoàng của nhạc Việt, phải không? À, bây giờ gặp Mr. Định thì nghe pháp thì nó thấy không? Nhưng mà có số người ở đâu thích gặp sư Mr. Định đâu? Họ mơ gặp Mr. Đàm, phải không nè? Như vậy thì đối với họ gặp Mr. Đàm là hạnh phúc, còn mình gặp Mr. Đàm thì cũng bình thường đó, phải không nè? Dữ lắm thì cái ca sĩ bình thường, nhưng mà gặp được Mr. Định á, nghe ông thuyết pháp nghe ông thuyết pháp á, phải không? À, nó hoan hỷ hơn. Bây giờ xin chữ ký của Mr. nào đó, tự quý vị nói à, cái này không phải tự bia đâu. Giờ nếu mà gặp Mr. Đà với Mr. Định đứng ngoài đường rồi dành xin chữ ký ai đó, biết chưa? Cho nên cuộc đời này hạnh phúc nó không phải là cái gì nó cố định, đúng không? Nó chưa có một cái chuẩn mực nào hết á. Cho nên những cái gì mình lựa chọn, mình cảm thấy yêu thích là đối với mình là hạnh phúc. Thì hôm nay á, chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị là nên đi theo con đường trung đạo, con đường bát chánh. Đầu tiên là chúng ta phải đi chánh kiến trước, tức là phải thấy đúng. Quý vị biết không? Cái thức thứ nhất là cái thức tri, cái biết thứ nhất là biết tri. Cái biết thứ hai là gì? Là cái tưởng tri. Cái tưởng tri là gì quý vị biết không? Là cái biết mà do kinh nghiệm mình trải qua. À, cái biết mà do mình học hỏi kiến thức rồi mình nhớ lại, thì đa phần là cái biết đó gọi là cái biết của tưởng tri. Ví dụ như bây giờ hôm nay sư lên đây sư nói là những gì mà sư nhớ, sư học, sư nghe, thật sự ra cái tuệ này là tưởng tri, hiểu không? Hiểu chứ tôi nói không? Rồi quý vị nghe xong rồi quý vị nhớ, cái quý vị có thể nói lại một vài người Phật tử nữa thì cũng đều là tưởng tri hết. Tưởng là nhớ lại thôi, đúng không? Nhưng mà cái biết thứ ba mới là cái biết quan trọng, đó là cái biết của tuệ tri. Ai mà có cái biết này đó, thì người đó mới gọi là nếm được cái hương vị pháp bảo. Cái biết này là biết cái gì? Là biết qua nhân quả. Cái biết này là biết gì? Là biết qua tam tướng, tức là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái biết này á, chúng ta gọi là biết đạo thì không buồn chuyện trái ngang, thì mới gọi là có trí tuệ. Còn mình biết đạo rồi mà còn buồn chuyện trái ngang á, xin lỗi quý vị, cái đó là mình chưa biết đạo. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì quý vị nhìn qua cái lăng kính nhân quả thì quý vị thấy cuộc đời này có gì bất công không? Không. Còn mình không nhìn qua lăng kính nhân quả thì mình thấy sao bất công quá à. Tại sao có người giàu, người nghèo, để rồi mình mới than thân trách phận? Tại sao trời không thương con mà lại thương cái bà kế bên? Phải không? Mình hiểu nhân quả rồi thì giàu nghèo là nghiệp mỗi người. Ta tạm thấy đủ là vui ở trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Phải không nè? Nếu như quý vị là cái người mà có trí tuệ rồi, quý vị biết đạo rồi, thì dứt khoát nghe giùm tôi câu này, khắc trong tim giùm chúng tôi câu này, đó là gì? Biết đạo không buồn chuyện trái ngang nữa. Thì quý vị sẽ thấy bớt khổ liền, phải không nè? Tại vì mình bây giờ mình thấy sao mà đời bạc trắng như vôi, thay trắng đổi đen, đời sao mà mạnh ăn hiếp yếu, dân mình buồn. Không phải. Nhân quả. Mình thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu thì thường tự nhiên cái mình thương cái người yếu mà mình ghét cái người mạnh, đúng không? Mình muốn binh cái người yếu, muốn chống là cái người mạnh. Nhưng hôm nay mình biết đạo rồi thì mình biết là cái người mạnh ăn hiếp người yếu này thì nó có nhân quả hết á, phải không? Cái người yếu đang trả nghiệp, còn người mạnh thì đang gây nghiệp. Anh gây nghiệp đi rồi muốn anh đẳng quả thôi,
Đơn giản thì cái tâm mình bắt đầu nó bình thản. Con đường trung đạo là vậy đó. Tức là mình không có thiên lệch. Tự nhiên mình thương cái người yếu, mình ghét cái người mạnh. Cho nên cái cuộc đời này mình nhìn riết rồi mình nói, ôi ơi, có người sao mà dễ thương quá, mà sao có người có dễ ghét quá vậy ta. Thấy không? Cái bà kia trời tội nghiệp bà lắm, bà nghèo bà còn bệnh nan y nữa, thấy thương lắm. Còn cái thằng quỷ kia nó giàu nó chảnh quá thì chảnh, thấy ghét lắm. Như vậy thì không được. Cuộc đời này quý vị biết, mình biết đạo rồi mà nhìn ra thì không có ai dễ ghét hết, chỉ có người dễ thương và người đáng thương thôi. Phải không nè? Đó, quý vị mà biết đạo rồi á thì quý vị nhìn ra cuộc đời này thật sự ra không có ai dễ ghét đáng ghét đâu, mà chỉ có cái người dễ thương và người đáng thương. Cái người á, mà làm cho mình được quan hỷ mà vui vẻ thuận theo mình á, thì có người đó dễ thương. Nhưng cái người mà kẻ thù mình là cái người đó sao? Đáng thương. Cái người mà gây cho mình nhiều phiền não á, là cái người đáng thương. Nhớ nghe. Như vậy thì lúc bây giờ cái tâm của mình á, như thế nào thì mình nhìn ra cuộc đời giống như vậy. Đức Phật Ngài nhìn ra cuộc đời, Ngài có thấy ai dễ ghét không? Có thấy ai đáng ghét không? Theo như Đức Phật Ngài nhìn Đề Bà Đạt Đa, Ngài đáng ghét hay đáng thương? Đáng thương. Đó, mình đệ tử Phật cũng phải nhìn như vậy. Phải nhìn như vậy. Bây giờ bỏ đi hai cái từ dễ ghét, đáng ghét dùm sư, không xài nữa. Xóa đi trong đầu mình. Bây giờ chỉ có hai cái từ thôi. Một là gì? Dễ thương. Hai là người gì? Đáng thương. Sư chánh định là dễ thương hay đáng thương? Dễ thương. Quý vị nói à, sư không nói. Còn cái bà mà chuyên môn gây cho mình phiền não này nọ, khổ đau lum là đáng thương. Hay không? Đó. Tu là vậy thôi. Chánh kiến. Chánh kiến tu trực tiếp vô con đường trung đạo luôn. Phải không nè? Bởi vì mình biết chắc là hễ mà thương yêu sanh ra sầu muộn, thương yêu sanh ra lo sợ. Người không có thương yêu sẽ không có sầu muộn lo sợ. Quý vị biết không? Mình thương cho nên đến chùa để làm chi? Nhớ một sự hai câu này: đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có một cái bệnh rất là lớn là thương rồi giận. Mà hãy thương nhiều thì giận nhiều, mà thương ít thì giận ít, mà không thương thì không giận. À, mình rõ ràng lắm nha. À, hay lắm à. Hãy thương nhiều. Cuối cùng thì mình nói sao? Cuối cùng thì cái người làm cho tôi đau lòng nhất là cái người mà tôi thương yêu nhất. Có không? Đó là do mình sai. Cuối cùng mình sẽ khẳng định câu là cái người mà tôi thương yêu nhất là cái người làm cho tôi đau khổ nhất. Sao kỳ vậy? Mình thương yêu mà sao đau khổ? Cho nên tại vì mình thương mà giận. Hôm nay quý vị nhớ giùm sư hai câu, khắc vô trong tim mình luôn. Nếu ai mà hay quên thì khắc giùm lên trán. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn. Đến đây là không có hơn thua nữa. Bỏ đi cái thiệt hơn đi. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Như đó thôi quý vị an lạc. Thương không giận hờn. Quý vị biết không? Mình thương cái bà bạn đạo mình, thời gian đó mình giận bà. Mà thậm chí mình thương sư phụ mình một ngày nào đó rồi mình cũng giận sư phụ mình luôn. Có nhiều người vậy đó. Lúc đầu vô quý sư phụ lắm, thương sư phụ dữ lắm, cúng dường cho sư phụ nhiều thứ lắm. Nhưng một thời gian thấy sư phụ không dòm ngó với mình nữa, dòm ngó qua người Phật tử Kha, là cái giận. Tôi giận ổng rồi. Giờ tôi giận sư phụ rồi. Trời, ngon lành. Sư phụ mà còn dám giận nữa. Mình gan lắm. Mình giận bạn bè không có làm chi. Thấy không? Mà giận hồi giận luôn tới thầy tổ mình luôn. Thấy quá đáng không? Cho nên hôm nay quý vị phải học một cái biết thứ ba, đó là biết của tuệ. Tuệ tri là gì? Là nhìn qua lăng kính nhân quả. Cái gì nó cũng có nhân quả hết. Không có gì là bất công đâu. Quý vị nghe cho kỹ. Quý vị cứ mình thấy bất công cái mình ganh tị. Nhiều khi có nhiều người nói trời sao chánh định xuống quá ha. Tu hành là ngồi trên pháp tòa thuyết pháp cho quý vị nghe không? Xuống khổ muốn chết rồi đó. Sáng này đi từ 3 giờ khuya xuống không? Có nhiều ông nói sư giảng sư định xuống lắm. Trời ơi, nay đây mai đó mới theo bên Mỹ, bây giờ thấy Việt Nam, vài bữa thấy bên Úc, xuống lắm. Theo quý vị xuống không? Không có ai xuống ai gỗ hết. Ăn thua mình chọn lựa thôi. Phải không? À, cho nên vì vậy á, mình bỏ đi cái vụ mà thương mấy cái người nghèo, cái người bệnh, người khổ. Cái người giàu như họ cũng khổ muốn chết vậy đó. Tại họ không nói ra thôi.
giàu khổ theo giàu, mà nghèo khổ theo nghèo, khỏe khổ theo khỏe, mà bệnh khổ theo bệnh. Hễ ai còn phiền não trong tâm thì người đó đều khổ. Cho nên mình nhìn như vậy thì mình có cái tâm công bằng không nè, bình đẳng giác là như vậy, không có nên phân biệt. Tự nhiên thấy mấy người bệnh trong nhà thương, trời ơi sư ơi thấy thương lắm, tội lắm, thấy không, tội lắm, tội quá trời tội. Còn mấy người ở đây đâu có gì đâu tội sư, trời ơi, nhìn thấy ghét không à. Lạ vậy. Mà vậy thì từ bi ở chỗ nào? Như vậy thì thôi quý vị vô trong bệnh viện ngồi trong tu luôn, cho nó ngày nào cũng thương người ta cho nó khỏe, thấy không. Cho nên xét cho cùng thì ai cũng khổ, ai cũng khổ, thấy không. Mình nhìn qua lăng kính nhân quả thì quý vị đồng ý với chúng tôi rằng là nó công bằng vậy lắm, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Họ phải gây như thế nào bây giờ họ mới gặn cái quả vậy chứ, thấy không. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. À, như vậy nếu như mà mình tu với cái tâm mà buông xả không dính mắc á, là hạnh phúc. Quý vị nhớ giùm chúng tôi câu này: đời á, dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Ở ngoài đời dạy mình chiếm đoạt không, muôn ngàn cách để nắm giữ. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, khổ không? Khổ. Nghèo đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân, khổ không? Khổ. Mà thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Cho nên xét cho cùng nha, cái này nói cho tận cùng luôn, gọi là nói cuối cùng đó. Người nào cũng khổ, giàu cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Cái bí quyết là chúng ta biết tìm cái vui trong cái khổ, đó mới là điều chính yếu. Tức là giàu thì khổ theo giàu, nhưng mà mình tìm cái vui trong cái khổ đó. Nghèo thì khổ theo nghèo, thì mình tìm cái vui trong cái khổ đó. Cái bí quyết là chúng ta phải tìm cái vui trong cái khổ mới người người có trí tuệ. Chứ còn nếu mà giàu nghèo mà không biết có trí tuệ thì giàu cũng khổ nữa quý vị. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, tiền nhiều quá biết cất đâu, tối ngủ không thẳng cẳng, lúc nào cũng co co thủ thủ, sợ ai vô là lấy đồ, thấy không, nằm nó chập chai chập chờn, cho nên cũng khổ. Vì vậy thì chúng ta nên chọn con đường trung trung đạo. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi thấy thời gian cũng đã sắp 10 giờ rồi. Theo chương trình của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ được phép chia sẻ với quý vị đến 10 giờ. À, cho nên bây giờ còn khoảng 5 phút nữa thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của cái bài giảng hôm nay. Là chúng tôi giảng tựa đề này, nhắc lại coi. Con đường trung trung đạo. Con đường trung đạo là con đường giữa, đúng không? Tức là chúng ta đi theo con đường trung đạo là chúng ta đi con đường giữa, chứ không phải đi giữa đường. À, cái nội dung chính như thế này, chúng tôi xin ví dụ. Một buổi sáng sớm, còn 5 phút nữa quý vị phải tập trung nghe. Một buổi sáng sớm, cái người chủ nhà một căn biệt thự mở cửa nhà ra, thấy trước cửa nhà mình có một bịch rác, ở trong đó có một mớ lon và bịch ni lông đã qua sử dụng. Theo quý vị, cái người chủ nhà này khó chịu, bực mình hay là vui vẻ? Khó chịu, bực mình. Rác mà sao mày quăng vô trong cái căn nhà đẹp của tôi, tôi xây bao nhiêu tiền, 2-3 tỷ, sạch sẽ thế này tự nhiên dục vô rác rồi, khó chịu. Quý vị biết không, nhưng buổi sáng hôm đó cái người chủ nhà chưa kịp mở cửa, có một người lụm lon lụm bịch, lụm dây chai á, đi ngang con đường đó, thấy cái bịch đó, rác đó. Theo quý vị, người này bực mình khó chịu hay là vui mừng dễ chịu? Mừng muốn chết, bao nhiêu cũng lụm, mà còn nói một câu sao biết không? Hên quá, hôm nay đi con đường này may mắn quá. Còn cái bà chủ nhà nói hôm nay xui quá, mới sáng sớm thấy bịch rác thấy nổi nóng rồi, bắt đầu chửi. À, chửi Phong Long rồi đó. Ai sống ăn ở có văn hóa một chút đi nghe, đừng có xài cho đã là rác dục qua nhà tôi. Nói cái bà hàng xóm á, dù vậy nói Phong Long vậy. Thì chúng tôi tạm gọi cái tâm thứ nhất là cái tâm người chủ nhà,
là tâm bực bội. Cái tâm thứ hai là gì? Tâm người lụm lon lụm bịch là vui vẻ mừng. Quý vị biết không, có người thứ ba, không phải là chủ nhà, cũng không phải là người lụm lon lụm bịch, sáng hôm đó họ cũng đi trên con đường đó, họ nhìn cái bịch rác đó, họ không bực mình bởi vì không phải nhà của họ, họ cũng không vui mừng là bởi vì họ không phải là người lụm lon lụm bịch. Người tu chúng ta phải là người thứ ba đó, con đường giữa là vậy đó. Là bởi vì sao? Mình thấy nó không vui bằng cái người lụm lon lụm bịch, cái tâm người lụm lon lụm bịch, và nó không bực mình bằng cái người chủ nhà. Chúng tôi báo cho quý vị biết, cái người lụm lon lụm bịch đó vui đi, vui 5 năm, 10 năm đi, rồi nhiều tiền quá lụm má, rồi sẽ nhà. Để rồi cái người lụm lon lụm bịch đó bắt đầu sống với tâm người chủ nhà. Bây giờ họ nghèo thì họ lụm lon lụm bịch, nhưng mà họ lụm 5 năm, họ lụm 10 năm cho cái người này, họ gọi là xui đi, xấu họ may mắn đi. Nếu họ may mắn họ lụm được cái gì mà quý giá họ bán nữa, họ thành người chủ nhà liền á. Còn cái này cho họ lụm triền miên vậy đó, nhưng cũng 30 năm thôi là bảo đảm họ đổi đời. 30 năm lụm lon lụm bịch không lẽ không xây nổi căn nhà. Nhưng mà khi họ xây căn nhà rồi thì bắt đầu sao? Ai dục bịch rác vô là khó chịu à. Mình là như vậy đó. Cho nên chúng tôi mới nói là có vui thì sẽ có buồn. Cái bà lụm lon lụm bịch đó bà vui lắm. Ngày nào bà đi lụm lon bịch bà thấy bịch rác là bà rất là vui. Giống như mình bây giờ đang đi lụm đi đó. Lụm đó mình làm, mình lụm cho chắc chỗ, mình lụm cho đã mình vui đi. Rồi mốt mình nhiều đó là bắt đầu buồn phiền à. Hoặc là không buồn phiền thì sao? Vô thường đến mình cũng chia ly, chia xa những vật, nhân vật mà mình thương yêu nhất, rồi cũng đau khổ. Như vậy cái ý này là cái ý mà chúng tôi muốn quý vị hiểu được cái bài giảng hôm nay. Đó là gì? Con đường trung đạo. Quý vị thích con đường này không? Bây giờ chúng tôi hỏi lại một lần nữa, giữa ba người này quý vị chọn người nào? Phải không nè? Tại sao mình chọn người thứ ba mà chúng tôi thắc mắc một điều? Bây giờ cái người thứ ba là không sân mà cũng không tham. Đúng không? Không vui là không tham, mà không bực mình là không sân. Như vậy thì cái người thứ ba này, một là cái người phải tụng kinh, hai là cái người phải hành thiền. Đúng không? Mà mình thắc mắc tại sao không có ai hành thiền tụng kinh suốt đêm, mà có người ngồi chơi đánh bài suốt đêm. Chơi đánh bài á thì ăn người ta thì sao? Tâm người lụm lon lụm bịch. Mà thua người ta thì sao? Tâm người chủ nhà. Mà cứ như vậy sáng đêm hồi nào cũng hay. Ai mà chơi tứ sắc á biết, xè sáng đêm luôn, không thấy mệt mỏi gì hết. Nhưng mà mình ngồi hành thiền 5 phút 10 phút mệt. 5 phút 10 phút hành thiền là tâm của người thứ ba. Tại vì không có vui mà cũng không có buồn, phải không? Được không nè? Tụng kinh thì không vui, không buồn, mà tụng kinh sáng đêm được không? Không. Ngồi thiền sáng đêm được không? Không. Chơi đánh bài sáng đêm được không? Đó, tự hiểu đi, tự biết là mình nó nằm trong cái con đường nào rồi, phải không nè? Cho nên mình phải ráng làm sao để mình đi con đường trung đạo. Mình biết khi mình được vui thì mình cũng biết rằng cái này là phước của mình thôi, chứ không phải là đâu mà có. Cho nên mình cũng cần vui nhiều. Mà mình lạ lắm, mình thiếu cái con đường trung đạo, mình thiếu cái tâm trung đạo, cho nên mình lạ lắm. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là đời trước của quý vị, tiền kiếp, phước của quý vị cũng có tạo, đúng không? Nhưng mà nghiệp quý vị có gieo không? Có. Tại sao đời này mình chỉ muốn hưởng phước không vậy? Đặt câu hỏi. Tại sao đời này mình vào chùa cái cầu cho con được hưởng phước, đừng bao giờ trải nghiệm? Mà quý vị thấy nhân quả là định lý. Kiếp trước phước cũng có tạo, kiếp này nghiệp cũng có gieo. Tất nhiên đời này thì phước cũng hưởng mà nghiệp cũng phải trả chứ, thấy không? Đằng này kiếp này mình chỉ đòi hưởng phước không, chỉ muốn sướng không, muốn vui không, chứ không có muốn buồn, muốn khổ, muốn trả nghiệp. Vô lý không? Chỗ này rất là vô lý. Không trung đạo là như vậy. Bây giờ mình sửa lại cái tâm trung đạo, đúng không? Vì vậy ta sanh ra đời là để trả nghiệp nha. Cho dù nghiệp thiện cũng trả. Mình hưởng phước là trả nghiệp thiện, đúng không? Mình chịu khổ là trả nghiệp ác. Hai cái này đều là nghiệp. Cắt cái chỗ chữ nghiệp thôi, là thêm chữ thiện hay là ác, đúng không? Như vậy thì ta sanh ra đời là gì? Để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng?
tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Thôi thì đã hết giờ, trước khi kết thúc chúng tôi nhấn mạnh một điều. Hôm nay chúng tôi giảng bài giảng có tựa đề là gì? Con đường trung đạo là con đường gì? Là con đường bát chánh đạo là con đường giữa hay là giữa đường? Là chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo là chúng ta đi theo con đường giữa, chứ không đi giữa đường. Tức là không có gì quá, nên tránh chữ quá. Chúng tôi nhắc quý vị, cuộc đời này quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn, quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa.